Chào mừng quý vị đến với bản tin của Việt Nam Road Trip. Từ bây giờ thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái bản tin ngoài những cái hành trình, ngoài những chuyến đi với những chiếc xe, để cho chiếc xe bộc lộ hết mọi ưu điểm, nhược điểm, mang tới cho quý vị cái nhìn tổng quan nhất, khách quan nhất. Thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái bản tin ngắn. Những bản tin này nó sẽ đa dạng về nội dung. Nó có thể là toàn bộ những cái thông tin về thị trường xe trong tháng vừa qua, hoặc là những cái sự kiện nổi bật xảy ra trong ngày, ví dụ như những cái vụ triệu hồi xe, tại sao lại có triệu hồi xe, có ảnh hưởng gì tới người tiêu dùng hay không, hay là một cái vụ tai nạn nào đó mà chúng tôi có thể sẽ phân tích những cái nguyên nhân và gửi tới cho quý vị những cái tư vấn để cho chúng ta có thể có được thêm nhiều những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng để lái xe an toàn hơn, có thể là trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị, hay là tư vấn về du lịch. Cá nhân tôi cũng muốn truyền tải tới cho quý vị nhiều hơn bằng những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy trong suốt nhiều năm qua, thì cũng muốn chia sẻ với quý vị về những cái kinh nghiệm về ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, xe cộ, rồi là các thứ làm sao. Thì tất cả những cái thứ đó thì chúng tôi sẽ làm trong bản tin của Vietnam Road Trip, hoặc là cái mục tư vấn của Vietnam Road Trip. Và trong cái số đầu tiên này thì tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái thị trường xe ô tô Việt Nam trong cái tháng 5 năm 2024 vừa qua. Chúng ta biết rằng là Việt Nam mình, nếu mà xét về tổng quan thị trường ô tô, thì chúng ta mới chỉ gọi là bước vào giai đoạn xã hội hóa ô tô thôi thưa quý vị. Thậm chí là còn chưa bước vào cơ. Bởi vì nếu mà xét cái lượng ô tô sở hữu trên 1.000 dân ấy, thì ở Việt Nam nó rất thấp. Tôi nhớ đâu đó khoảng tầm 50 ô tô trên 1.000 dân mà thôi. Trong khi đó Thái Lan đâu đó khoảng tầm 300 đến 500 xe, nếu tôi nhớ không nhầm. Đấy, rất là lớn. Và các cái nước khác, Malaysia các thứ thì nó còn cao hơn nữa. Thậm chí là họ đạt đến 800, thậm chí là 1.000 xe trên 1.000 dân luôn cơ. Nên là cái lượng sở hữu ô tô ở các nước xung quanh mình rất là lớn, mà Việt Nam chúng ta mới chỉ khoảng tầm 50 xe trên cho 1.000 dân. Thì quý vị thấy là chúng ta nhìn ra ngoài đường thấy ô tô nhan nhản chạy đầy đường, tắc đường, kẹt xe các cái dịp lễ Tết, hoặc là thậm chí bình thường Hà Nội đấy cũng thấy ngày nào cũng tắc xe, ngày nào cũng tắc đường, Sài Gòn ngày nào cũng tắc đường, và chúng ta thấy ô tô nó nhiều lắm rồi. Nhưng mà thực tế nếu mà tính cho 1.000 dân cho quý vị, thì có lẽ Việt Nam là một trong những nước mà có cái tỷ lệ sở hữu ô tô ấy, nó rất là thấp ở trong Đông Nam Á luôn, chứ không nói gì trên thế giới. Nhưng mà cái tháng 5 vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận cái sự khởi sắc của thị trường, tăng trưởng so với tháng 4 cũng như là so với cùng kỳ năm ngoái, khi mà tổng thị trường đạt đâu đó khoảng tầm gần 26.000 xe. Ở đây thì chúng tôi tổng hợp theo cái số liệu của Vama và của TC Group, tức là Hyundai Thành Công. Một số hãng thì họ sẽ không công bố cái doanh số bán hàng. Ví dụ như là VinFast thì vừa rồi họ cũng công bố là họ cũng nói rằng là hàng tháng họ sẽ không công bố bán hàng nữa, mà họ chỉ công bố vào hàng quý mà thôi. Hoặc là Nissan Việt Nam cũng không công bố cái số lượng bán hàng cho từng cái mẫu xe, hoặc là ở Volkswagen họ không công bố nữa, hoặc là những cái mẫu xe đến từ Trung Quốc thì họ cũng không công bố cái lượng bán hàng tháng. Nhưng mà nhìn chung thì cái tổng đâu đó khoảng tầm gần 26.000 xe, và trong đó thì có khoảng gần 12.000 xe là được lắp ráp trong nước và khoảng gần 14.000 xe là nhập khẩu. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái lượng xe nhập khẩu nó nhiều hơn so với lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước thưa quý vị. Quý vị có đoán được thương hiệu nào là bán nhiều xe nhất tại Việt Nam trong cái tháng 5 vừa qua không ạ? Xin thưa, đó là Toyota Việt Nam. Cái điều này thì có lẽ là nhiều người sẽ hơi ngạc nhiên, bởi vì trong cái năm vừa qua Toyota dính vào khá là nhiều cái vụ lùm xùm, đặc biệt là lùm xùm liên quan đến cái những cái mẫu xe có nguồn gốc từ Daihatsu nhập khẩu từ Indo, đặc biệt là Yaris Cross, Veloz, Avanza, Vigo, Race. Các thứ đấy thì đều có cái nguồn gốc từ đa sự. Tuy nhiên Toyota Việt Nam cũng công bố rằng là tất cả những cái mẫu xe bán tại Việt Nam thì không hề bị ảnh hưởng bởi cái vụ lùm xùm đó. Tuy nhiên trên mạng xã hội, trên những cái diễn đàn về ô tô lớn, ghi nhận được rất nhiều những cái ý kiến của mọi người có những cái lời lẽ khá là cay độc với những mẫu xe Toyota. Thực tế thị trường thì lại ghi nhận một cái doanh số bán hàng rất là tốt của cái thương hiệu đến từ Nhật Bản này, khi mà họ đạt tới 5.496 xe. Bám sát ở vị trí thứ hai đó là Hyundai Thành Công, họ bán được 4.914 xe. Vị trí thứ ba lại đến từ một thương hiệu xe Mỹ là Ford, họ bán được 3.270 xe thưa quý vị. Đó, như vậy là chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái thương hiệu xe đến từ Nhật vẫn giữ vị trí số 1, xe Hàn Quốc giữ vị trí số 2 và xe Mỹ giữ vị trí số 3. Và trong ba cái thương hiệu xe này thì với Toyota thì cái mẫu xe bán nhiều nhất đó chính là mẫu xe Cross. Với Hyundai thì mẫu xe bán nhiều nhất đó là mẫu xe Accent. Và với Ford thì quý vị cũng có thể đoán được mẫu xe bán nhiều nhất rồi, đó như là chiếc bán tải Ranger. Sau đây thì tôi cũng sẽ liệt kê 10 cái mẫu xe bán chạy nhất thị trường
và lý giải theo cái góc nhìn của cá nhân tôi tại sao nó lại bán nhiều xe như vậy và tại sao có những cái mẫu xe thì lại bán kém hơn. Dĩ nhiên đó là cái ý kiến chủ quan của cá nhân tôi thôi. Còn quý vị mà có những ý kiến như thế nào, có cái góc nhìn như thế nào thì cũng hãy chia sẻ ở cái phần bình luận để chúng ta có thể trao đổi, có thể bàn luận thêm. Bởi vì bản thân tôi thì chắc chắn là tôi cũng chỉ nhìn ở một cái góc nhìn như thế này thôi, hẹp như thế này thôi. Quý vị là những người sử dụng xe, là những người mà có thể tiếp xúc với rất nhiều những nguồn thông tin, thì quý vị có thể có được một cái góc nhìn nó rộng hơn. Thì chúng ta hãy cùng nhau thảo luận để mà gửi tới cho mọi người một cái góc nhìn toàn cảnh hơn về cái thị trường ô tô tại Việt Nam. Biết đâu được thì nó cũng sẽ quyết định một cái phần nào đó về cái việc là chúng ta sẽ mua xe nào, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị 10 cái mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường trong tháng 5 vừa qua. Thì đầu tiên nó là chiếc Mitsubishi Xpander với số bán hàng là 1766 xe. Đây là một cái hiện tượng thưa quý vị. Thực tế thì nó không phải là xa lạ, tháng 4 vừa rồi hay là trong nhiều cái tháng qua thì Xpander cũng là mẫu xe đứng số 1 thị trường. Nếu như quý vị quan sát cái thị trường kỹ ấy, thì trong khoảng vài năm trở lại đây thì Xpander vươn lên đứng rất là tốt. Điều đó chứng tỏ rằng là cái khách hàng tin dùng Xpander rất là nhiều. Xpander ra mắt tại Việt Nam khoảng năm 2018-2019 sau khi mà Toyota ra mắt chiếc xe Rush, và ngay từ đầu thì Rush ra mắt đầu tiên ở cái phân khúc MPV giá rẻ đó. Tuy nhiên hồi đấy có vẻ như là một số đại lý của Toyota họ bán Rush kèm theo một số các cái điều kiện về phụ kiện, cũng như là chiếc xe đấy nó có cái thiết kế nó không thực sự là quá hấp dẫn lắm. Theo nhiều người là như vậy, nó mang hơi hướng của chiếc SUV, nó cao, nó kiểu gồ ghề, nó kiểu hơi gù gù cái phần đầu, cũng như là cái hệ thống động lực của nó là dẫn động cầu sau, khung gầm thì nó là dạng lai, giữa khung gầm liền và khung gầm rời. Ban đầu người tiêu dùng Việt Nam của mình đón nhận một cái mẫu xe ở trong cái phân khúc hoàn toàn mới thì rất là tốt, nhưng mà do có thể là chiếc xe bán hàng hoặc sau đấy thì cái doanh số nó tụt giảm, và sau đấy Toyota không bán Rush nữa. Ngay lập tức thì Mitsubishi rất là khôn. Thưa quý vị, họ đã đem cái mẫu xe Xpander vào Việt Nam. Và thực sự là lúc đó thì Innova đang bắt đầu một cái chiều hướng thoái trào. Thêm nữa thì cái giá bán của Innova hồi đấy nó cũng cao. Tôi nhớ đâu đó khoảng hơn 800 triệu cho cái bản thấp nhất. Nó cao và người tiêu dùng chúng ta sẽ không nhất thiết là phải cần một chiếc Innova, một cái xe sở hữu một động cơ 2.0 lít nó to như vậy nữa. Chúng ta cần một chiếc xe nhỏ hơn, rẻ hơn, ở mức giá khoảng 600 triệu đồng, hơn 600 triệu đồng mà thôi, và phù hợp với rất nhiều người, và đặc biệt ở những người mà chạy xe dịch vụ, những chạy xe Grab, chạy xe công nghệ, nó lại bùng nổ. Nên là chúng ta lựa chọn một cái mẫu xe Xpander. Sau đó thì có XL7 cũng gia nhập vào thị trường. Tuy nhiên XL7 thì những cái người nào thực sự thích Suzuki và họ muốn một cái xe thực dụng và rất rẻ thì họ sẽ sử dụng XL7 hoặc Ertiga. Nhưng mà đại đa phần mọi người sẽ chọn Xpander. Và thực sự là Xpander đã cứu Mitsubishi Việt Nam. Trước đấy quý vị biết rằng Mitsubishi họ bán những cái chiếc xe của họ không thực sự tốt lắm về doanh số bán hàng. Triton thì cũng bị Ranger và bị Hilux cạnh tranh. Nên là khi mà Xpander ra mắt thì thực sự là nó tạo nên một cái cuộc chuyển mình của Mitsubishi Việt Nam và tạo nên cái sự thành công. Đến bây giờ thì thực sự là Xpander là một trong những mẫu xe chiến lược của Mitsubishi tại Việt Nam và giúp cho họ có thể phát triển rất là tốt. Và Xpander thì rõ ràng là được rất là nhiều người tin dùng. Nó có 7 chỗ, nó chở được nhiều người. Nó là mẫu xe dịch vụ với cái chi phí sở hữu, rồi là chi phí bảo dưỡng, sửa chữa các thứ, nó cũng hợp lý và vừa phải. Hợp lý như thế nào, vừa phải như thế nào thì có lẽ là sau đây Việt Nam Road Trip chúng tôi cũng sẽ có một cái clip để mà nói với quý vị rằng chi phí bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa của Xpander so với Veloz, so với Avanza, so với XL7 nó sẽ như thế nào, để gửi tới cho quý vị một cái nhìn khách quan nhất về chi phí sử dụng và bảo dưỡng nó. Còn cái mẫu xe đứng thứ hai trên thị trường trong tháng 5 vừa qua đó là Ford Ranger ở mức 1477 xe. Chúng ta biết rằng là Ranger trong khoảng 5 năm trở lại đây nó gần như là chiếm lĩnh số 1 về thị trường bán tải tại Việt Nam. Tại Việt Nam thôi quý vị nhé. Còn trên thế giới hay là các nước Đông Nam Á thì rõ ràng Ranger nó vẫn xếp sau Hilux và Isuzu D-Max đó quý vị. Cái chiếc Ranger nó rất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, bởi vì thứ nhất nó là một chiếc bán tải nhưng mà nó rất đẹp. Nó rất là được trau chuốt, nó rất là được hiện đại, những cái trang bị tiện nghi bên ngoài, nội thất bên trong, rồi cảm giác lái, rồi tất cả mọi thứ Ford họ đem vào trong chiếc Ranger, rất là nhiều thứ luôn. Ngồi trong đấy các bạn sẽ cảm giác nó không còn đơn thuần là một chiếc xe bán tải nữa. Chính vì thế mà người tiêu dùng Việt Nam mình sẽ rất là thích. Mình thích cái kiểu gọi là nhiều trang bị, nhìn nó long lanh lung linh. Có lẽ là cái phiên bản bán chạy nhất của Ranger chắc là chiếc XLS.
có cái giá bán đâu đó khoảng hơn 600 triệu đồng đó thưa quý vị. Nó rất phù hợp với rất nhiều người luôn, từ những cái công ty về xây dựng, những công ty về kiến trúc, những cái người mà thường xuyên phải vận chuyển những cái đồ đạc, hoặc là thậm chí là chúng ta muốn một cái chiếc xe để đi chơi, để đi phượt, và chiếc xe đi cà phê, đi phố, người Việt Nam chúng ta cũng có thể dùng bán tại. Ngược hoàn toàn với khi các bạn sang Thái hoặc là sang Lào thôi, thì nếu các bạn sang Lào thì các bạn sẽ thấy rằng là Hilux là một chiếc xe bán tải chắc là phải chiếm đến 95%. Ở Lào các bạn cứ ra đường là chắc là 10 chiếc xe bán tải thì các bạn sẽ thấy 9 chiếc xe là Hilux rồi. Hoặc sang Thái các bạn sẽ thấy Isuzu, D-Max và chiếc Hilux thôi, chứ còn Ford thì cũng lác đác. Ở Malaysia hay Indo cũng như vậy, Philippines cũng như thế, Ford Ranger thì cũng lác đác thôi, không nhiều lắm. Đấy, cho nên là mỗi mẫu xe thì nó sẽ phù hợp với những cái thị hiếu tiêu dùng của từng thị trường thưa quý vị. Mẫu xe thứ ba là chiếc Toyota Corolla Cross đó. Tháng trước thì Cross có lẽ là xếp vào những cái mẫu xe bán rất là ít về doanh số. Tại vì sao? Bởi vì tháng trước đó là cái tháng mà Toyota họ đẩy sạch cái phiên bản Cross cũ đi. Tức là chỉ còn lại có mấy chục xe thôi là phiên bản cũ thôi, và họ nhập cái phiên bản mới về để họ giới thiệu cho quý vị và họ bán. Chính vì thế mà thường là quý vị theo dõi thị trường xe, thì nếu một cái tháng nào mà tự nhiên một cái mẫu xe đang bán rất là chạy mà nó tụt xuống, thì cái tháng đó chính là tháng tức là các cái hãng họ sẽ bán hết toàn bộ các cái mẫu xe cũ, họ giảm giá xuống để mà đẩy hết sạch đi những cái mẫu xe nào còn lại có đại lý, là bán hết sạch đi và sẽ đón nhận cái mẫu xe mới về. Và thực sự là Cross mới về thì nó đẹp hơn thưa quý vị, nó nhiều trang bị tiện nghi hơn, rồi là từ cái việc cốp sau mở điện này, rồi phanh tay điện tử, giữ phanh tự động này, rồi là cái mặt ca lăng trước nó cũng mang hơi hướng của những chiếc Lexus rồi, nó đẹp hơn và cái giá bán nó cũng hợp lý. Trang bị thêm nhiều trang bị hơn mà giá bán gần như vẫn giữ nguyên thì rõ ràng là người tiêu dùng chúng ta sẽ lựa chọn. Và trước đấy thì Cross gần như luôn luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất. Chính vì thế mà cái tháng vừa rồi khi mà Toyota quay trở lại nhập Cross và bán ra ồ ạt thì chiếc xe này đã chiếm vị trí thứ 3. Và vị trí thứ 4 thì đến từ Accent. Đây là một cái mẫu xe thành công nhất của Hyundai tại Việt Nam, như tôi đã chia sẻ với quý vị trong cái clip mà giới thiệu cái mẫu xe Accent mới. Nó hội tụ rất là nhiều những yếu tố, từ cái thiết kế bên ngoài rất là trẻ trung, năng động, hiện đại, đến cái trang bị bên trong cũng rất là nhiều, nó phù hợp với giới trẻ, những người trẻ mà họ muốn một cái chiếc xe trẻ trung, nó hiện đại. Mặc dù City là một chiếc xe trẻ, nó cũng rất nhiều trang bị và nó rộng rãi, nhưng mà dù sao thì cái giá của City nó vẫn cao hơn Accent. Mà Accent Hyundai họ để một cái giá rất là thấp, rất là vừa phải luôn, nên là rất nhiều người sở hữu được Accent. Đó là một trong những lý do mà khiến cho Accent cả cái đời cũ và cả cái đời mới bây giờ họ vẫn gặt hái được cái sự thành công. Và chiếm vị trí thứ 5, đó là mẫu xe nhận được rất nhiều những cái lùm xùm của quý vị, đó là chiếc Yaris Cross, khi mà bán được 902 xe. Đây là cái mẫu xe mà nhận được rất nhiều những cái lời cay độc ở trên mạng đấy thưa quý vị. Nào là đa sự, nào là cái mẫu xe như thế này, như thế nọ, như thế lọ, như thế chai. Nhưng mà quý vị xem cái clip khi mà chúng tôi đem chiếc Yaris Cross đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội trong cái hành trình khoảng tầm 5-6 ngày, đo cái mức tiêu hao nhiên liệu, thì quý vị thấy rằng là với cái bản HEV, mức tiêu hao nhiên liệu quá tốt, và đó là một chiếc xe được trang bị rất nhiều những tính năng tiện ích, và lái nó cũng không tệ, thậm chí là nó khá là hay. Nó rất là đủ cho mọi người tiêu dùng. Tức là quý vị cần một chiếc xe đâu đó khoảng tầm 6-700 triệu thì Discord là một cái lựa chọn rất là tốt. Bên cạnh đó là có Hyundai Creta, có Honda HR-V, đó có Kia Seltos. Đấy, tất cả những con xe đấy sẽ cùng phân khúc với như vậy. Nhưng mà Yaris Cross nó có một cái lợi thế, đó là cái bản xăng. Bản xăng thì Toyota đã giảm giá bán xuống còn có 650 triệu đồng thôi, cộng thêm các cái chương trình khuyến mãi về cho vay lãi suất 0 đồng, rồi là khuyến mãi phụ kiện cái gì gì đó, nên là nhiều người tiêu dùng họ sẽ mua. Dĩ nhiên giá bán đó là một cái yếu tố quyết định tới cái việc chúng ta có mua xe hay không rất là nhiều, vì bỏ ra một cái số tiền ít như thế này mà chúng ta được sở hữu một cái xe đầy đủ tiện nghi, ngồi bên trong cũng rất là rộng, máy 1.5 khá là tiết kiệm nhiên liệu, có đầy đủ các trang bị tiện nghi luôn, không gần như không thiếu cái gì cả, nên là chúng ta cũng sẽ cân nhắc. Và tôi nghĩ là thị trường họ sẽ phản ánh khá là đúng xu hướng tiêu dùng xe. Chứ còn chúng ta có chửi hay không thì thực ra là người chửi thì người chửi, nhưng người mua thì vẫn cứ mua thôi quý vị, đúng không ạ? Và thứ 6 đó là chiếc CX-5. Chiếc xe này thì có lẽ là không cần phải bàn cãi gì rồi, đó là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam, khi mà nó là một xe hài hòa, trung dung, nó đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của mọi người về một chiếc xe crossover cỡ trung với giá bán rất hợp lý, nhiều phiên bản khác nhau. Đứng vị trí thứ 7 đó chính là chiếc Ford Everest với doanh số bán hàng là 811 xe, CX-5 là bán được 892 xe quý vị nhé.
trong khoảng 3-4 năm trở lại đây thì EVS cũng vươn lên đứng số 1 trong phân khúc SUV tại Việt Nam, khi mà hai cái đối thủ cạnh tranh của nó thì rất là yếu, đó là chiếc Mitsubishi Pajero và chiếc Toyota Fortuner, Isuzu MU-X nữa. Nhưng mà chiếc xe đó thì bán không được nhiều lắm. Everest mới cũng như Ranger, nó rất là đẹp, nó rất là nhiều tiện nghi và nó rất là hiện đại, nó rất là kiểu nhìn rất là sang trọng luôn. Nên là người tiêu dùng Việt Nam chúng ta sẽ lựa chọn nó cũng là một cái điều mà không có gì lạ cả. Đứng vị trí thứ 8 đó là chiếc Mitsubishi X-Fox với 802 xe. Đây cũng là một cái đối thủ của Easy Cross như tôi đã chia sẻ với quý vị. Mặc dù là kỳ vọng là sẽ lật đổ Creta, lật đổ HR-V, lật đổ Yaris Cross, lật đổ Seltos, nhưng mà thực tế thì tháng 5 vừa rồi chiếc X-Fox vẫn đứng sau Yaris Cross. Và vị trí thứ 9 đó chính là chiếc Toyota Vios với 766 xe. Nhiều người chắc có lẽ là sẽ không nghĩ là Vios bán được nhiều như vậy. Nhiều người chửi lắm, chửi về cái việc thiết kế cái đầu của nó. Ui giời, những cái thông tin, những cái lời nói của quý vị thì đúng là rất là mà chúng ta mà đọc mà nghe thì nó tiêu cực lắm. Nào là cái đầu của nó như cắt thê, rồi là nó bẹt bẹt, nó sâu, có cái thế này thế nọ. Đúng, nếu mà Vios so với Accent mới, so với City thì dường như về ngoại hình nó không bằng được. Nhưng dù sao Vios nó cũng có những cái giá trị cốt lõi của nó, thưa quý vị. Và những người tiêu dùng họ bỏ tiền ra để họ mua Vios, họ cũng sẽ dựa vào những cái giá trị cốt lõi đó. Mỗi mẫu xe theo quan điểm của Việt Nam Road Trip chúng tôi thì đều có những cái ưu điểm, đều có những cái nhược điểm. Đấy, có những cái hay cái dở và nó phù hợp với cái nhu cầu, mục đích sử dụng cũng như sở thích của mỗi người, nên thì chúng ta sẽ lựa chọn. Và vị trí thứ 10 đó là chiếc Toyota Veloz. Đó, đối thủ của Xpander, nhưng mà chỉ bán được có 604 chiếc xe mà thôi. Veloz cũng nhận được rất nhiều những cái lời cay độc của quý vị. Nào là đa sự, nào là nó là thùng tôn, nào là nó không an toàn, nào là thế này thế nọ các thứ. Nhưng mà những người mua Veloz thì họ lại cần một chiếc xe thực dụng, giá cả hợp lý, khá là bền bỉ, không cần phải lo lắng về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Người ta có những cái thống kê về những cái mẫu xe Toyota, ví dụ chiếc Hilux chẳng hạn. Tôi nhớ không nhầm thì tạp chí Tokyo năm 2000 hay là 2003 gì đó, họ thử nghiệm cái chiếc xe Hilux này trong rất nhiều những cái bài thử, thì người ta ghi nhận rằng Hilux là một chiếc xe không thể bị phá hủy. Tất nhiên nó nằm trong ngoặc kép. Để nói về cái sự bền bỉ, nói về cái sự gọi là lành của nó. Đấy, tôi không bênh hãng xe nào cả, tôi cũng không thiên vị bất cứ một ai. Nhưng mà để chia sẻ với quý vị những cái thông tin để cho chúng ta có một cái góc nhìn nó toàn cảnh hơn, để chúng ta đừng nhìn với một cái thiên kiến nào đó. Tổng kết lại 10 mẫu xe bán chạy nhất cái tháng 5 vừa qua tại thị trường ô tô Việt Nam thì nhận thấy rằng Toyota họ chiếm tới 4 mẫu xe. Đó là Cross, đó là Yaris Cross, đó là Vios và đó là Veloz. 4 mẫu xe trên 10 mẫu xe thì thực sự là họ bán khá là tốt đấy. Tuy nhiên cái tốt này sẽ nhờ vào rất nhiều những cái thứ, những cái chương trình khuyến mại của người ta. Ví dụ như là giảm giá bán, ví dụ như là ưu đãi cái lãi suất khi mà các bạn vay, rồi là tặng phụ kiện hay các thứ. Nhưng mà hãng nào trong cái tháng vừa qua họ cũng áp dụng chương trình khuyến mãi cả. Honda họ cũng giảm lệ phí trước bạ này, rồi thậm chí Nissan họ ưu đãi đến từ 150% lệ phí trước bạ, thậm chí họ giảm giá cái chiếc Nissan Kick ấy, lên tới khoảng hơn 200 triệu đồng luôn. Thưa quý vị, nó rất là rẻ luôn mà họ bán hàng không được tốt, hoặc là chiếc Almera hay các thứ, hãng nào họ cũng khuyến mãi hết. Bởi vì họ sẽ đẩy cái doanh số bán hàng đi, bởi vì thưa quý vị, nếu mà bị tồn đọng nhiều là sẽ rất là tốn kém, họ phải khuyến mãi thật nhiều để họ bán hàng đi. Và tháng vừa rồi thì Toyota bán được 4 mẫu xe trên 10 mẫu xe bán chạy nhất, thì điều đó chứng tỏ rằng rất nhiều khách hàng Việt Nam họ vẫn tin dùng những mẫu xe của Toyota, và những mẫu xe của Toyota họ cũng mang lại cái giá trị cho người ta và nó khiến cho người ta không bị mất niềm tin đó. Còn lại dĩ nhiên là Ranger là một chiếc xe bán tải hay, Xpander là mẫu xe MPV 7 chỗ giá rẻ được rất nhiều người tiêu dùng, chiếc CX-5 cũng như vậy, nó rất là lành, nó rất là phổ thông với tất cả mọi người với cái chi phí sử dụng rất là rẻ. Everest là một xe cũng SUV, có lẽ là rất lâu nữa thì mới có một mẫu xe khác có thể xoán ngôi được. Cũng lý giải vì sao mà Toyota tháng 5 vừa rồi thì trở thành hãng bán xe nhiều nhất là bởi vì họ có cái giải sản phẩm nó rất là rộng. Quý vị có thể thấy rằng là từ những mẫu xe hạng A như là Toyota Wigo, hạng B Vios, Altis, Camry, rồi là đến những mẫu xe tầm cao thì có Race, có Yaris Cross, có Cross, có Fortuner, bán tải có Hilux, rồi có cả những cái mẫu xe SUV cỡ lớn, ví như là chiếc Land Cruiser, Land Cruiser Prado,
Đấy, và thậm chí là cả Lexus họ cũng gộp vào đây. Cái doanh số bán hàng 5.496 xe là bao gồm cả Lexus các bạn nhé. Trong đó Lexus họ bán được khoảng 140 xe trong cái tháng vừa rồi. Đấy, chia sẻ với quý vị cái thông tin về thị trường xe tại Việt Nam trong cái tháng 5 vừa qua là như vậy. Thì quý vị có những ý kiến như nào thì cũng hãy góp ý, chia sẻ và đóng góp bằng cách bình luận, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Không biết là tháng 6 tới đây thì khi mà nhiều hãng xe họ cũng sẽ bắt đầu tung ra những mẫu xe mới, họ cũng sẽ khuyến mãi nhiều hơn, bởi vì là thường sẽ vào cuối năm thì mọi hãng xe họ sẽ chạy đua để mà ra mắt mẫu xe mới. Và đặc biệt là người tiêu dùng có thể nhá, đang chờ đợi cái tháng 6 hoặc tháng 7 này đây thì sẽ có cái chính sách là ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho cái xe lắp ráp trong nước. Cho nên là có thể nhiều người họ đang chờ đợi cái đó và họ chưa xuống tiền để mua xe trong tháng 5, mà họ sẽ chờ khoảng tháng 6 hoặc cuối tháng 6 hoặc tháng 7 này. Nên là các hãng họ cũng sẽ phải đẩy khuyến mãi, và khi mà nhà nước đưa ra cái 5% lệ phí trước bạ thì có thể nhiều hãng họ sẽ cắt cái khuyến mãi đó đi. Cho nên là các hãng xe họ cũng khôn lắm thưa quý vị. Lúc mà họ chưa bán được, nhà nước chưa có ưu đãi thì người ta ồ ạt đưa ra khuyến mãi. Nhưng mà khi mà nhà nước mà đưa ra cái ưu đãi thì tập lực họ cắt luôn. Bởi vì thực ra là khi mà hãng đưa ra cái khuyến mãi thì họ đang phải cắt đi cái lợi nhuận của mình. Hay là thậm chí nhiều hãng xe, nhiều mẫu xe mà nhiều người làm ở các hãng chia sẻ với chúng tôi là họ đã phải cắt máu đi. Cắt máu ở đây tôi để trong ngoặc kép, tức là họ phải chấp nhận bán mẫu xe đấy với một cái lợi nhuận rất thấp, thậm chí là không lợi nhuận. Thì là chúng ta có thể nhìn nhận cái xu hướng của thị trường là có thể tháng 7 nó sẽ tăng tốt hơn, nhưng mà đến cái tháng sau đó là tháng 8 ấy, thì nó sẽ rơi vào tháng 7 âm ấy, thì có thể thị trường nó sẽ lại giảm xuống. Bởi vì quan điểm của người Việt Nam là thường sẽ không mua những cái giá trị tài sản lớn vào cái tháng 7 là tháng ngâu ấy, thì nên là có thể lúc đó chúng ta sẽ giảm, và cái doanh số bán hàng của tháng 6 tôi nghĩ là nó sẽ còn tăng hơn nữa so với cái tháng 5 này. Xin kết thúc cái bản tin đầu tiên của Việt Nam Road Trip chúng tôi ở đây. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều trải nghiệm, có thêm nhiều những cái kiến thức và kinh nghiệm, kỹ năng để chúng ta có thể lái xe an toàn hơn, để có những cái hành trình rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người.